Hello, xin chào toàn thể các bạn đến với kênh Cứ Vlog. Chúng ta hôm nay chúng ta đi giải bài số 35, sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1. Thì đề yêu cầu chúng ta là hãy tính nhanh có hai biểu thức của A và của B. Thì nhìn vào dạng của hai biểu thức có hai cái bình phương cộng nhau. Hai bình phương cộng nhau. Cậu A có hai bình phương cộng nhau. Cậu B cũng có hai cái bình phương cộng nhau. Chúng ta liên tưởng đến cái hàng tử thất đáng nhớ của chúng ta. Thì trong bảy cái hàng tử thất đáng nhớ của chúng ta thì trong đó có một cái hàng tử thất đáng nhớ mà có hai cái bình phương cộng nhau. Đấy. Đố các bạn biết hàng tử thất đáng nhớ nào đây? Thì đầu tiên chúng ta phân tích ha. Thì cái hàng tử thất đáng nhớ mà chúng ta nhắc đến thì có hai bình phương cộng nhau, chúng ta có hai cái hàng thức sau đây. Một là a cộng b tất cả bình phương, chúng ta có a bình phương cộng b bình phương trừ a là a b. Rồi cái thứ hai là bình phương của một hiệu bằng a bình phương cộng b bình phương. Này dấu cộng đúng không? Giờ đi công cụ nhé, bị thiếu a bình phương trừ hai lần a b. Rồi chúng ta đi giải nha. Bài là chúng ta để ý rằng số 68 68 thì bằng gì các bạn? 2 nhân cho 30 4. Vậy thì ta viết lại là 34 bình phương cộng 66 bình phương cộng 68 nhân cho 66 thì bằng gì các bạn? 34 bình phương cộng 66 bình phương cộng 2 nhân cho 34 nhân cho 66. Rồi nếu ta đặt A lớn hơn là bằng 34, B lớn thì bằng 66, thì chúng ta có A bình phương cộng B bình phương cộng 2 lần A AB thì nó bằng cái gì các bạn? Đây bằng cái gì các bạn? Là năm thức đáng nhớ tổng hai bình phương thì nó bằng A cộng B tất cả bình phương. A tức là 34 cộng B là 66 tất cả bình phương. 34 cộng 66 bao nhiêu các bạn? Bằng 100. 100 bình phương. 100 bình phương thì bằng nhiêu các bạn? Hai số 0 này nhân lên ha. Thì bằng 10.000. Như vậy thì ta có 34 bình phương cộng 66 bình phương cộng 68 nhân cho 66 thì bằng 10.000. Nhân dấu chấm này để đó. Chúng ta phải đọc số. Ông không đọc số là ha. Vậy thì chúng ta đã giải xong câu A và câu B ha. Câu B nó hoàn toàn tương tự. Có dấu trừ thì chúng ta liên hệ đến cái hàng tử thất là bình phương của hiệu rồi về các bạn. Về chúng ta để ý rằng số 48 thì bằng cái gì các bạn? 48 thì bằng 2 nhân cho 24 ha. Cho nên ta có 74 bình phương cộng 24 bình phương trừ cho 48 nhân cho 74 24 thì bằng 74 bình phương cộng 24 bình phương trừ 2.
2 nhân cho 24 nhân cho 24. Và nếu chúng ta đặt A lớn là 34, B lớn là 24, thì chúng ta có A bình phương cộng B bình phương trừ 2 lần A nhân B. Cái này thì bằng A trừ cho B tất cả bình phương, A là 34 trừ cho B là 24 tất cả bình phương. 24 trừ 24 bằng nhiêu các bạn? Bằng 50. 50 bình phương, 50 bình phương tức là bằng 5 nhân 10, 5 năm là 25, 10 là 1, 5 tức là 2500. Vậy ta có đáp số là 34 bình phương cộng 24 bình phương trừ 48 nhân cho 34 bằng 2500. Đến đây thì chúng ta đã giải xong bài toán ha, giải xong bài toán số 35. Thì cái bài này ôm chúng ta hai cái hàm luận rất nhớ, đó là tổng, tức là bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu, nhưng mà chúng ta áp dụng theo chiều ngược lại ha, tức là chiều bên phải sang bên trái. Thì chúng ta cố gắng biến cái biểu thức mà người ta cho về đúng cái dạng mà của những cái hàm luận rất nhớ, sau đó chúng ta áp dụng hàm luận rất nhớ vào. Vậy thì tải cái hàm luận rất nhớ mà cô giáo rồi thầy giáo yêu cầu chúng ta học thuộc thì chúng ta cố gắng học thuộc, tại vì nó sẽ đi suốt cuộc đời học sinh còn lại của chúng ta nên cũng là cố gắng học thuộc nó. Nếu mà ai chưa học thuộc thì cái bài đến đây đã kết thúc. Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ comment vào bên dưới. Thấy bạn thấy nếu mà nội dung của cái kênh hữu ích cho các bạn thì bạn nên nhấn like, share. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chú ý theo dõi nha. Xin chào tạm biệt.